Ngày 27 tháng 9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa triệt phá một điểm chiết ga trái phép trong khu công nghiệp Biên Hòa 1. Trước đó, ngày 26 tháng 9, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp Cục Quản lý Thị trường tỉnh Đồng Nai kiểm tra địa điểm sang chiết ga trái phép tại đường số 3, khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa do ông Thái Văn Đức, sinh năm 1996, ngụ ở xã Gia Canh, huyện Định Quán làm chủ. Lực lượng chức năng phát hiện ông Thái Văn Phúc và ba nhân viên đang tiến hành sang chiết ga trái phép từ bồn cố định sang các vỏ chai ga mang nhiều nhãn hiệu khác nhau. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một bồn chứa loại 5 tấn, 4 cân chiết ga, 255 bình ga loại 12kg và 45kg, trong đó có 124 bình ga đã được thành phẩm, mang nhiều nhãn hiệu khác nhau. Số bình ga trên cùng một số tang vật liên quan đã được lực lượng chức năng vận chuyển về Cục Quản lý Thị trường tỉnh để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.